Sau 2 ngày đêm xảy ra sạt lở làm vùi lấp tổ máy phát điện số 1 nhà máy thủy điện Cà Tinh trên địa bàn xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Đến ngày 12 tháng 10, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích. Ông Đặng Minh Thảo, Bí thư huyện ủy Trà Bồng cho biết, huyện đã kiến nghị công an tỉnh huy động chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm. Có 4 xe máy múc và lực lượng công binh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng khẩn trương khắc phục sạt lở. Các lực lượng cứu hộ đã dùng chó nghiệp vụ để tham gia tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy kỹ sư Nguyễn Nhật Nam mất tích. Trước đó do mưa rất lớn nên vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 10 tháng 10, sườn núi phía sau nhà máy thủy điện Cà Tinh bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà máy. Hiện nay các lực lượng đang tiếp tục tích cực triển khai công tác khắc phục sự cố.